Ok, chào bạn, chúng ta sẽ vẫn tiếp tục những cái phần đầu phân tích phần mềm. Chúng ta thấy phần mềm Fit trước hơi yếu, mình sẽ chơi lần này dùng phần mềm Stock Fit 10, hy vọng sẽ có cái gì đó nó khác bọt. Ok, chúng ta sẽ xem phần mềm Stock Fit 10 thi đấu như thế nào trước đối thủ Elo 2100 từ Mỹ. Chúng ta thấy là bắt đầu cho khai cuộc khả năng cao sẽ là Ninja Indian thôi. Đúng là như vậy. Đánh rất nhanh. Lên hậu luôn. Lên tốt. Ok, tốt ăn thì tượng ăn về. Ăn luôn, sợ. Lên mã. Không cắn tốt. Mình cũng chưa hiểu, có lẽ tốt đấy trước sau gì cũng mất, cho nên là wow, tấn công ngay từ khai cuộc khá là dũng mãnh, lên tượng chặn lại hiển nhiên rồi, ăn luôn, khả năng mã ăn về thôi để đỡ bị mất nước nhập thành. Chúng ta xem Fit sẽ đánh nào, lên hậu. Wow. Lên hậu. Đuổi tượng. Không ăn tốt à? Đúng là máy tính cũng khác. Chả hiểu nó tính gì. Dị nhỉ. Lên mã. Ok. Chúng ta thấy trắng giữ luôn tốt này. Giờ đen có thể đuổi đấy chứ. Lên tốt đuổi mã. Gambit à? Hy sinh luôn. Đúng là kỳ dị. Ăn những gì đó. Chiếu. Vào vua. Giờ tốt lại không ăn được rồi. Ăn là lại mất mã ngay. Có thể mã đây, mã sẽ ăn tượng. Nhưng mà con tượng này là tượng yếu. Ok, xe ăn sang thôi. Không cần dùng phần mềm. Tốt ăn tốt. Chết rồi, đi khác Fritz rồi. Sao lại đánh thế nhỉ? Ở đây không đánh lại được rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Lỗi kỹ thuật quá. À đây ăn được rồi, ngon rồi. May quá. Tưởng ăn mã. Cậu ăn tượng thì sao? Tốt ăn tốt, ok. Nó vẫn đi lại được, may quá. Rồi gọi là cầm đèn chạy trước ô tô. Ở đây thì đen thiệt hơn một tốt rồi. Lên tốt. Giờ trắng sẽ muốn lên tượng nhập thành. Tấn công cánh vua rồi.
Điện tử. Đẩy tiếp tục xuống. Stock feed 10. Ván này hơi hơi không đúng bài trong sách. Tốc phí đánh cho nhỉ? À đây, tốt rồi đây. Chả để ý gì cả. Nhập thành. Chúng ta thấy là đen mở cột A để tấn công lên xe. Vào xe. Trắng chiếm cột nửa mở. Mình vẫn chưa biết vào vua, an toàn vua. Mình vẫn chưa biết là đen sẽ tấn công nào. Phần mềm stop feed. Đâu, stop feed. Cá khô. Chúng ta thấy là đen muốn lắp đuôi xe ra cột nửa mở. Vào xe giữ luôn. Vào tiếp. Có thể là vào nút cả hậu. Lên tốt. Lên tốt đấy nhỉ. Đẩy tiếp xuống chắc. Xem gì nhỉ? Mình chưa hiểu để làm gì. Vào hậu, tấn công tối yếu này. Đồng thời có thể là đẩy tốt và mở đường chéo. Ok. Chúng ta thấy là tốt này đẩy lên thì xe có thể giữ luôn tốt. Nhưng mà hậu có thể chiếu. Chạy hậu rồi. Lên vua. Ok. Cũng là một nước an toàn vua. Cần thiết. Lên tốt rồi. Bây giờ trắng đang sử dụng lợi thế của hơn tốt ở cánh hậu để tràn tốt ra, tạo tốt thông. Đen sẽ đánh như nào đây? Để tốt xuống một nước. Bắt đầu tấn công lại cánh vua. Trắng rất nhanh chặn lại. Làm gì nữa đây? Lại xuống vua. Đánh linh tinh đấy nhỉ. Xuống hậu. Có thể là đẩy tiếp tốt A lên. Lên mã. Ok, lên mã. Mình chưa biết để làm gì nữa. Có thể là tránh trắng đẩy tốt đây. Nhưng mà trắng vẫn đẩy. Vẫn đẩy như bình thường. À, đen sẽ đẩy tốt lên. Cũng là hợp lý. Rồi. Hợp lý.
Mã đứng đây thì cũng chưa làm gì được. Đôi tôi thông thì chẳng quá mạnh. Xuống hậu anh thế nhỉ? Fleet đánh kiểu gì này? À đâu, Stockfish. Stockfish đánh thế nhỉ? Thua đến đít rồi. Đuổi mã. Về mã đây để bắt tốt. À, ơ, bỏ mã. Sao stop feed? Stop feed đánh kiểu gì này? Feed yếu vậy. Hai. Được rồi. Không ổn, không ổn. Stockfish này yếu quá. Không ổn rồi. Stockfish này yếu quá. Mình tự chơi nốt vậy. Còn một hơn 1 phút. Stockfish. Cái phần mềm, một số phần mềm chess online yếu quá. Chúng ta nên tự tải phần mềm, một phần mềm nào đấy về nó sẽ mạnh hơn. Đúng là dùng free có khác. Hàng free. Rồi, trắng cũng đang phải suy nghĩ. Còn hơn phút nữa. Lên vua. Không trông chờ được gì rồi. Tiêu đề của video sẽ là Stockfish quá yếu. ZTC phải tự xoay sở. Stockfish quá yếu so với quy định. Lên xe. Ok, chúng ta thấy là trắng định ăn xe và xe này sẽ lột vào đây. À không được, tượng mình, à hậu mình ăn về được. Nhưng mà thôi, cũng chả quan trọng. Giờ xe giữ. Gớm nhỉ. Công thế nào đây? Không cho trắng đẩy lên. Nếu vào vua thì à vào hậu thì mình sẽ lại chạy xuống đây. Sau đó mã sẽ ăn tốt này.
Không ăn được. Hầu vẫn giữ. Ủa. Về. Bốn hai giây. Tốt rồi. Đẹp rồi, con xe đứng đây chặn luôn hàng ngang tốt. Xuống hậu. Phải giữ. Hết giờ rồi. Ê. Chiếu hết vào đây, có lấy chạy xe thì còn thời gian thì khả năng vẫn thắng được. Stockfish yếu quá.